Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng Android, cụ thể là những dòng Xiaomi, Samsung hay Oppo, các bạn có thể tắt được cái thông báo hiển thị ở trên màn hình khóa của các bạn. Cực kỳ đơn giản, nhiều bạn có thể là không thích những cái thông báo đến hiển thị trực tiếp ở trên màn hình khóa. Ví dụ như các bạn muốn riêng tư, tin nhắn Messenger hoặc Zalo, những cái ứng dụng mà các bạn không muốn hiển thị ở trên màn hình khóa, thì các bạn hãy theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước cực kỳ chi tiết và dễ hiểu nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái bước để các bạn có thể thực hiện ở trên điện thoại nhé. Và như các bạn đã biết thì trong quá trình các bạn sử dụng ý, thì khi mà các bạn khóa màn hình ý, thì những cái thông báo nó sẽ hiển thị ở trên phía màn hình khóa này. Đấy. Hoặc là những cái nội dung các bạn không muốn thì các bạn có thể thực hiện nhé. Đầu tiên thì máy của mình ở đây thì là máy Xiaomi. Thì các bạn những cái dòng máy khác ý, các bạn có thể thực hiện tương tự nhé. Đó, thì các bạn hãy vào cho mình phần cài đặt chung của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cái mục là thông báo nhé. Đây. Đây này, thông báo đây, các bạn nhìn đây, cái phần thông báo này. Đó, các bạn sẽ chọn vào mục thông báo. Ok. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ có ba cái mục là đây này, ở trên cái thanh thông báo này, thông báo màn hình khóa, các bạn sẽ chọn chi tiết vào các cái phần nhá. Đây này. Đấy, định dạng này, đấy. Định dạng này, hiển thị nội dung thông báo này. Đấy, hiển thị thông báo nhưng ẩn nội dung. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, hiển thị thông báo màn hình khóa. Đấy. Các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần thứ hai này, hiển thị thông báo nhưng không hiện nội dung nhá. Đó, thì những cái này thì các bạn sẽ không đọc được cái phần nội dung, ví dụ như có tin nhắn ở Messenger đấy chẳng hạn. Đấy. Các bạn chỉ thấy là nó sẽ có cái thông báo thôi. Đó, nên các bạn mình sẽ ưu tiên đấy cho các bạn ở đây cái phần này. Còn bạn nào có thể là các bạn không muốn hiển thị thông báo thì các bạn tắt đi cái này nhá. Đấy, không muốn hiển thị hoàn toàn ở trên màn hình khóa thì các bạn sẽ tắt đi hiển thị rồi. Các bạn sẽ chọn cho mình là không hiển thị. Đó. Còn như các bạn nhu cầu là muốn hiển thị thông báo thôi nhưng mà không hiển thị nội dung thì các bạn sẽ chọn này. Còn các bạn sẽ chọn cho mình là không hiển thị thông báo thì nó sẽ không có thông báo nào đến nữa nhá. Còn tất nhiên rồi, cái đầu tiên này thì là hiển thị cả thông báo và cả nội dung rồi. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái này nhá. Đấy, thì mình sẽ chọn là cái thứ hai như thế. Đấy, thì sau khi các bạn chọn cái phần định dạng như thế xong thì toàn bộ những cái thông báo của toàn bộ những cái ứng dụng ở trên này thì nó sẽ là như thế nhá. Còn trường hợp mà các bạn muốn thông báo hoặc là muốn hiển thị của một ứng dụng cụ thể nào đó thì các bạn hãy thoát ra cho mình. Các bạn hãy vào cho mình đến cái phần là ứng dụng nhá. Đây. Các bạn chọn đến ứng dụng này. Và các bạn đợi nó load cái ứng dụng của các bạn ra, sau đó thì các bạn sẽ chọn đấy. Đây, ví dụ như mình sẽ chọn đến cái ứng dụng là Zalo chẳng hạn. Đấy, Zalo. Rồi, các bạn cũng tìm đến cho mình cái mục là thông báo này. Ok nhá. Và các bạn sẽ thấy là đây, nó cái phần là thông báo trên màn hình khóa. Này, cho phép thông báo trên màn hình khóa thì các bạn tắt hoặc bật nhá. Cái này các bạn tùy nhá. Đấy. Và những cái thông báo đây, những thông báo nổi này, đấy, các bạn cũng chọn cho phép hiển thị biểu tượng ứng dụng này, các bạn cũng cho phép hoặc là không cho phép nhé. Rồi, đấy là cái các bước để các bạn cài đặt trong từng ứng dụng nhé. Đó, còn cái cài đặt bước 1 kia là chung cho tất cả các ứng dụng. Rồi, những bạn nào mà đang chưa biết phân vân hoặc là chưa biết cách để cài đặt tắt thông báo hiển thị trên màn hình khóa thì các bạn hãy theo dõi video này. Và nếu thấy hay, nhớ để lại cho mình một bình luận nhé. Chúc các bạn thành công. Và qua video vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn các bước để các bạn có thể tắt thông báo hiển thị ở trên màn hình khóa đối với một hoặc là nhiều ứng dụng ở trên điện thoại Android. Và các bạn thấy video của mình hay, nhớ để lại cho mình một bình luận ở phía dưới video nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh, chia sẻ cho người thân, bạn bè được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng mình trong những cái video hướng dẫn lần sau.